Phái đoàn đàm phán FARC và chính phủ Colombia đã có nhiều quan điểm trùng hợp liên quan đến quyền sở hữu đất đai, tin từ Havana, Cuba. Hôm thứ Tư, tại hội nghị đàm phán hòa bình Colombia FARC nói rằng, sau nhiều ngày bàn thảo, cả hai phía đều có nhiều điểm tương đồng liên quan đến đạo luật quyền sở hữu đất đai. Cả hai phái đoàn FARC và chính phủ Colombia đang tham dự đàm phán hòa bình được tổ chức tại thủ đô Havana, quốc gia Cuba, với mong muốn chấm dứt các cuộc giao tranh quân sự vì các mâu thuẫn quyền lợi đã kéo dài hơn 5 thập kỷ. Một thành viên trong phái đoàn đàm phán FARC, ông Ivan Marquez, nói rằng cả hai phía đều đồng thuận trên phương diện cải tổ đạo luật đất đai, tạo điều kiện cho dân chúng có đất đai phát triển ngành trồng trọt và chăn nuôi. Sự phân bố đất đai không đồng đều và cho phép các công ty ngoại quốc sử dụng bừa bãi đất đai tại Colombia là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự tranh chấp quyền lợi. Phái đoàn đại diện chính phủ Colombia đã đưa ra chương trình 10 điểm cải tổ đạo luật sở hữu đất đai, 7 trong số 10 điểm trong tiến trình đàm phán được FARC cùng đồng ý và chấp thuận. Vòng đàm phán hòa bình Colombia lần thứ Tư đã có nhiều điểm thuận lợi từ cả hai phía so với 3 vòng đàm phán trước đã nhiều lần bị bế tắc và gián đoạn. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos sau nhiều năm ra lệnh quân đội tấn công và tiêu diệt lực lượng FARC nay đã bày tỏ thiện ý, mong muốn hòa bình và chấm dứt cuộc nội chiến tại Colombia. Nếu cuộc đàm phán giữa hai bên được thành công, 9.000 tay súng FARC sẽ sáp nhập trở thành một trong những lực lượng trong hệ thống quân đội Colombia và viễn cảnh kinh tế Colombia sẽ có nhiều dấu hiệu phát triển. Colombia là một quốc gia có nền kinh tế lớn đứng hàng thứ Tư trong khu vực châu Mỹ Latin.